Thời gian thấm thoát trôi qua, cháu con khôn lớn, ngoại tôi không còn. Ai làm chi cảnh bể dâu, để bà đi mãi tìm đâu bóng hình. Hẳn trong chúng ta ai cũng có một hình bóng để nhớ, để thương, cùng những kỷ niệm đẹp không thể phai nhòa trong ký ức. Và tôi cũng vậy. Dù bị vây kín bởi một lớp bụi vô hình mang tên thời gian, nhưng trong sâu thẳm trái tim, tâm trí tôi luôn khắc sâu hình ảnh thương kính của ngoại. Ngoại tôi giờ đã đi rất xa tôi, nhưng hình ảnh bà không bao giờ mờ nhạt. Ngoại tôi, cô đào hát với nghệ danh Tư Lẹm, cùng lớn lên với hai người anh trong gia đình kinh doanh giặt ủi ở Vĩnh Long. Tuy gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng ba người con lại rất đam mê ca hát. Thấy các con đam mê ca hát, phần vì thương con thiếu đi tình thương của cha từ nhỏ, nên mẹ của ngoại đã sang tiệm giặt ủi để lập gánh hát cho các con thỏa sức cháy bỏng đam mê của mình. Từ đó, gánh hát Tân Hí Bang với bà bầu Bảy Quỳnh được thành lập. Bà ngoại tôi là con gái út trong gia đình, với nghệ danh là Tư Lẹm và là đào chánh của đoàn Tân Hí Bang. Ông ngoại là kép chánh Tư Long, rất thành công trong vai Đạt Cấp Văn, Đảng Chiếc Lá Vàng. Người anh thứ hai của cô đào chánh Tư Lẹm có nghệ danh là Hề Tỷ, rất thành công trong vở Lý Chân Tâm Cởi Củi. Người anh thứ ba là kép độc Ba Tẹt, thành công vai Đạt Cấp Tôn. Vợ của ông là nữ nghệ sĩ Kim Anh, thành công trong vở Tình Mẫu Tử. Thời đó, gánh hát Tân Hí Bang hát rất nhiều thể loại, nên đi đến đâu cũng được khán giả ủng hộ và thương mến rất nhiệt tình. Và cũng thời điểm đó, có một gánh hát rất nổi tiếng của cô Đào Phùng Há, sau này là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Đó là gánh hát Phụng Hảo, chuyên hát về Hồ Quảng và luôn đóng đô ở Sài Gòn. Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đã để lại rất nhiều vai diễn đặc sắc, nhất là vai Lữ Bố trong vở Phụng Nghi Đình. Thời sinh thời, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há với ngoại là chị em đồng nghiệp và là chị em kết nghĩa rất thân. Nhưng sau đó, do hoàn cảnh nên ngoại từ giã sân khấu. Lúc đó, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há vẫn tiếp tục phục vụ nghệ thuật cho sân khấu nước nhà. Bây giờ trở lại chuyện của gánh hát Tân Hí Bang. Gánh hát Tân Hí Bang lưu diễn rất nhiều nơi. Tình cờ có một lần người Pháp đi công vụ ngang qua, thấy tấm hình cô Đào Tư Lẹm dựng trước rạp hát. Ông đứng nhìn một hồi lâu, rồi mượn cây cọ của họa sĩ trong gánh hát. Ông xin xóa đi chữ Tư Lẹm và tự tay viết vào đó chữ Helen. Ông nói vì cô Đào xinh đẹp này giống một tài tử cine nổi tiếng bên nước Pháp. Kể từ đó, cô Đào Tư Lẹm có nghệ danh là Tư Helen. Tư Helen nên duyên cùng với kép chánh Tư Long và sinh được những người con. Trong đó có một người con gái của Tư Helen luôn được mẹ cho theo xem hát. Hôm đó, đoàn Tân Hí Bang về nhà hát Tây Sài Gòn, bây giờ là nhà hát thành phố, diễn vở Mộ Cô Hồng trong đêm biểu diễn toàn nữ ban. Khi ngồi ở cánh gà xem mẹ hát, đến đoạn cô Hồng bị đánh đập hành hạ. Vì thương mẹ, cô chạy ùa ra sân khấu, vừa khóc vừa la lớn. Ông không được đánh mẹ con. Tại sao ông đánh mẹ con? Ông không được giết mẹ con mà. Làm cho tất cả hậu trường ai cũng hốt hoảng. Cô bé đó chính là nghệ sĩ Kim Hoa.
đến năm 38 tuổi. Cô đào chánh từ Helen về cộng tác với gánh hát Thanh Minh Năm Nghĩa. Hát chung với kép chánh Năm Nghĩa là thân sinh của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Đó cũng là gánh hát cuối cùng. Cô đào hát từ Helen đã chính thức rời xa sân khấu năm 39 tuổi. Nối tiếp đời nghệ sĩ của cô là đứa con gái 7 tuổi ngày nào từng theo mẹ, say mê mẹ hát, đã được mẹ đặt nghệ danh là nghệ sĩ Kim Hoa. Vì cô đào từ Helen rất thành công trong vai Kim Hoa của vở cải lương Đặng Chiếc Lá Vàng. 10 tuổi, Kim Hoa được mẹ cho đi học hát ở đoàn quê hương, rồi đoàn Hữu Tâm của ông Bầu Ba Khuê. Sau đó, được mẹ cho về đoàn Kim Chưởng theo học hỏi cách ca diễn của nghệ sĩ Thanh Hương. Lúc đó, Kim Hoa được 13 tuổi. Cô chỉ được nói hậu trường hoặc ngâm thơ cho đào chánh Thanh Hương. Có thể nói, nghệ sĩ Thanh Hương cũng là người thầy đầu tiên của Kim Hoa. Đến năm 14 tuổi, Kim Hoa được mẹ cho đi học ở trường Tây. Khi đến trường, mọi học sinh đều phải hát nhạc Tây. Còn riêng Kim Hoa thì hát cải lương. Kim Hoa đi đến đâu cũng ca, cũng hát. Mẹ cô thấy thương nên thường dẫn cô đến giải trí trường thị nghè, cho cô đỡ nhớ nghề và thỏa sức đam mê. Đến đó máu yêu nghề trỗi dậy, cô xin được lên sân khấu hát với bài hát Cô Bán Đèn Hoa Giấy, rất được nhiều khán giả chào đón, yêu thích, bởi cô có giọng hát rất giống nghệ sĩ Thanh Hương. Từ đó cô Liễu ngỏ lời với cô Tư Helen cho Kim Hoa vào quán Lệ Liễu để hát phục vụ khán giả. Mẹ vì thấy con quá đam mê nghệ thuật nên cũng mềm lòng cho con đi hát. Đến năm 16 tuổi, kép chánh Hoàng Dũng mời cô về đoàn Thiên Hương. Kim Hoa rất thành công trong vai cô Hồng, vở Kiếp Chồng Chung của cố soạn giả Điêu Huyền, được khán giả đón nhận yêu thương, báo chí thì hết lời ca ngợi. Từ đó, cô được nhiều đoàn cải lương ký giao kèo mời về cộng tác, rồi cô qua đoàn Kim Chưởng hát chung với nghệ sĩ Minh Chí, nghệ sĩ Ngọc Giàu với vở Nước Mắt Kẻ Sang Tần. Tiếp đó cô qua cộng tác đoàn Bạch Vân hát chung với nghệ sĩ Ngọc Ẩn, Hương Huyền, Bích Sơn. Nghệ sĩ Kim Hoa thành công vai cô lái đò Ngọc Thúy vở Bếp Lửa Chiều Ly Biệt của soạn giả Nguyễn Liêu. Rồi cô về cộng tác đoàn Thanh Minh Thanh Nga hát chung với các nghệ sĩ như Thanh Nga, Thành Được, Hữu Phước, Hương Lan, Nam Hùng, Thanh Thanh Hoa, Việt Hùng, Ngọc Nui, Hoàng Giang, Kim Giác. Cô đã thành công vai Út Chằng vở Bông Hồng Cài Áo của soạn giả Hoàng Khâm, Chu Chỉ Nhược vở Đồ Long Đao Ỷ Thiên Kiếm của soạn giả Tám Vân Nhị Kiều, Đôi Mắt Người Xưa của soạn giả Ngọc Linh Nhị Kiều, Nắng Sớm Mưa Chiều của soạn giả Nhị Kiều, Yêu Trong Hoàng Hôn của soạn giả Kiều Phương, và vở Vàng Sáu Bạc Mười còn có cái tên gọi Sang Xích Đít Đuôi của soạn giả Hoàng Khâm. Sau đoàn Thanh Minh Thanh Nga, Kim Hoa ra miền Trung hát cho đoàn Túy Nguyệt, đoàn Bảo Toàn. Nghệ sĩ Kim Hoa đã xuất sắc trong vở Người Kêu Cứu. Rồi cô lại xuôi về miền Nam cộng tác đoàn cải lương Tiền Giang. Kim Hoa xuất sắc trong vai Rắc Ly Hương, vở Tìm Lại Cuộc Đời của soạn giả Huy Lam, Hoàng Khâm, Điêu Huyền. Sau đó cô về đoàn Sài Gòn 2 thành công trong vai Bà Tư Hậu, vở Tiếng Hò Sông Hậu của soạn giả Điêu Huyền, đoàn Trần Hữu Trang trong vở Lá Ngọc Cành Vàng. Sau cùng là về đoàn kịch nói Kim Cương, nghệ sĩ Kim Hoa thành công vở kịch Vực Thẳm Chiều Cao cùng với các nghệ sĩ Bảy Nam, Kim Cương, Hoàng Linh, Hữu Châu, Lê Công Tuấn Anh, Bích Ngọc. Lúc đó Kim Hoa 45 tuổi. Đoàn kịch nói Kim Cương
cũng là nơi dừng chân cuối cùng. Cô chính thức giả từ nghiệp diễn. Nghệ sĩ Kim Hoa từ năm 14 đến 16 tuổi là giai đoạn tỏa sáng rực rỡ, khẳng định sự thành công của mình. Và có những sự trùng hợp kế thừa mà ta tưởng chừng như sắp đặt. Cô gái 7 tuổi ngày xưa đêm đêm ngồi cánh gà xem mẹ hát là nghệ sĩ Kim Hoa. Rồi cuộc đời như được lặp lại. Thanh Ngân cũng ngồi bên cánh gà sân khấu xem mẹ hát. Có khi lại ngồi bên dàn nhạc, tròn xoe đôi mắt nhìn lên sân khấu xem mẹ biểu diễn. Mẹ đã hóa thân nhiều nhân vật. Mỗi nhân vật mẹ thể hiện đều để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng Ngân. Ngân còn nhớ mẹ diễn vai Rắc Ly Hương trong vở Tìm Lại Cuộc Đời, đã khắc đậm trong ký ức của Thanh Ngân cho đến tận bây giờ. Mẹ vừa là người mẹ, vừa là người thầy, và là thần tượng trong lòng Ngân. Trăm năm tình thương trong cõi vô thường, mà lưu luyến quay điều hò bài bản cài lương. Thương chi rồi xa mê lắm đau nhiều, yêu chi cõi sâu hoài giai điệu trần chỉ một lời ca. Rồi mai này con thương ngày bước theo chân mẹ, lất lay kiếp đời nhưng mà được hát cài lương. Rồi yêu rồi thương cho dù khó khăn con chịu, con sẽ yêu hoài thương hoài cho kiếp cầm ca. Màn nhung ánh đèn thêm
cải lương. Thương câu tầm dâu cánh cánh trong lòng, bôn ba kiếp người cho đời chỉ một lời ca. Rồi mai này con thương nghề bước theo chân mẹ, lắc lay kiếp đời nhưng mà được hát cải. Cho kiếp cầm ca con mang lời ca hát vui cho người, mong manh kiếp đời thân này còn mãi nhà ta. Mong sao trời thương khai lối đưa đường cho ta với đời thương hoài hai tiếng cài. Mẹ ơi, cuộc đời mẹ lắm trung chuyên với muôn nỗi muộn phiền thăng trầm trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật. Khi nên, trời cũng chiều người, nhẹ nhàng nở trước đền bồi duyên sau. Và mẹ đã được bù đắp, tài sản lớn nhất đời mẹ là có được 4 đứa con gái đã và đang nối tiếp truyền thống nghệ thuật của gia đình. Chúng con xin tri ân ngoại và mẹ đã khơi nguồn để hôm nay chúng con được hội tụ những tinh hoa ấy. Mẹ ơi, con cũng hiểu được sự day dứt trăn trở của mẹ. Một nỗi niềm sâu kín mà đến hôm nay con vẫn còn canh cánh bên lòng. Vì thời gian cứ trôi theo nghiệp cầm ca, mẹ đã không được sống gần ngoài. Những ngày tháng cuối đời của ngoại, mẹ cũng không được ở bên cạnh ngoại để chăm sóc, thương yêu. Để rồi ngoại đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi đời 57. Đó là một sự mất mát rất lớn mà không gì bù đắp được. Ân sâu nghĩa nặng chưa đền, mà nay ngoại đã xa rời cháu con. Nhớ ngoại, mẹ thầm ao ước chỉ một lần được quay ngược thời gian. Ngoại ru cho giấc mẹ tôi, ngoại hát lời thương mẹ ru giấc tôi đêm trường. Ngọt ngào lời ca tiếng quê hương mình nghe thiết tha, nhớ ngoại thương mẹ thương tiếng âu ơ lời ru. Trong con gì
chờ mong bà kêu năm tháng. Mây lớn gió đưa đêm sâu giấc thơ thương mẹ tôi sớm trưa. Chợt nghe tiếng mưa thấy nao trong lòng mẹ ơi con nhớ. Cất tiếng ơ âu ngoài ru cho giấc mẹ sâu. Giờ ở chùa xa mẹ tôi thắp hương dâng bà. Đời mẹ là con chắc chiêu bao đời luôn sắc son. Nhớ ngoài thương mẹ đêm ước trời sao cho mẹ tôi sống lâu bên đời. Bà ngoại đè má âu bà ngoại đè má má đè mình em ơi. Bà ngoại ru cho giấc mẹ tôi, ngoại hát lời thương mẹ ru giấc tôi đêm trường. Ngọt ngào lời ca tiếng quê hương mình nghe thiết tha. Nhớ ngoại thương mẹ thương tiếng âu ơ lời ru tôi lúc băng sơ. Mà sao không thể nào quên hình bóng mẹ quê chiều buồn ngóng trông con về. Mẹ ngồi buồn thiêu gió sông đau lòng nghe hắt hiu. Gió lạnh thương mẹ ai lấy chồng xa. Lời ca hương dân bà. Đời mẹ là con chắc chiêu bao đời luôn sắc son. Nhớ ngoài thương mẹ đêm ước trời sao cho mẹ tôi sống lâu bên đời. Đêm khấn với trời cao cho mẹ lớn khôn đều bắt đầu từ dòng sữa mẹ, và những dòng sữa ấy cũng chính là một phần thân thể của mẹ. Gần 10 tháng cư mang, 3 năm bú mốm, mẹ đã dồn hết sinh lực của mình để san sẻ cho chúng con. Trái tim của mẹ là vực sâu muôn trượng, mà ở đấy luôn tìm được sự tha thứ.
tình thương của mẹ dành cho chúng con là tất cả. Thậm chí có thể vì chúng con mà quên đi tánh mạng của mình. Chúng con ngày càng khôn lớn thì sức của mẹ cũng hao mòn cạn kiệt dần. Nhưng mẹ vẫn luôn vui về điều đó. Mẹ đã cho chị em của chúng con tấm hình hài bằng cả tình yêu thương và máu thịt. Mẹ đã thiết lập nền tảng đạo đức cơ bản cho chúng con. Làm người phải đầy đủ các đức tính trong ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí tín. Làm điều cần làm, không tham lam, biết yêu thương đồng loại. Ngày xưa, ngoại từng dạy mẹ niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và rồi cũng từ câu niệm Phật này, mẹ đã như ngoại dạy lại cho chúng con. Ngoại và mẹ đã ươm mầm hạt giống Phật, giúp chúng con trưởng dưỡng tâm thiện lành, tránh xa những điều xấu ác, nhìn ra những lỗi lầm và thừa nhận sự sai trái thấp hèn của tự thân. Nhưng cuộc sống vô vàn biến động, chúng con mãi lo kiếm sống nên nhiều khi lãng quên chểnh mảng bổn phận làm con. Và rồi chúng con nhận ra rằng thật diễm phúc khi còn có mẹ để yêu thương. Mỗi mùa Vu Lan về, chúng con tự hào khi được cài lên áo đóa hoa hồng cao quý. Thâm ân sanh dưỡng của cha mẹ như trời biển là cơ sở quan trọng để thực hành hạnh hiếu. Nhưng chị em con vẫn còn khiếm khuyết quá nhiều so với tình thương của mẹ. Mẹ ơi, chúng con rất ân hận khi để mẹ rơi nước mắt quá nhiều vì chúng con. Chúng con thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi. Con đã trải qua những thăng trầm vinh nhục trong đời, trải nghiệm về sự được mất, có đó rồi không đó, đã giúp cho con bình tâm quan sát về bản thân và nhận thức được rằng nếu chưa tròn câu hiếu đạo thì không đủ tư cách làm người. Phước lớn nhất là phước báo hiếu, ơn lớn nhất là ơn cha mẹ. Chúng con nguyện hiếu dưỡng tròn đầy một cách như nhiên, vì tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.